Hôm nay, các đoàn công tác của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do các đồng chí lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Tổng cục Chính trị đã tới kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tặng quà cán bộ chiến sĩ các đơn vị. Thăm kiểm tra Lữ đoàn Phòng hóa 87 Binh chủng Hóa học và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm các nền nếp chế độ, tăng cường công tác quản lý bộ đội, nắm chắc tình hình đơn vị, duy trì nghiêm kỷ luật, nắm chắc các nguy cơ tiềm ẩn về sự cố hóa chất độc, phóng xạ môi trường, kiểm tra chặt chẽ số lượng chất lượng trang bị kỹ thuật trước, trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu phù hợp với tình hình địa bàn, làm tốt vai trò chỉ huy trưởng đóng quân canh phòng, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nghiên cứu, đánh giá và dự báo toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đồng thời bảo đảm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội vui Tết đón xuân. Kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tặng quà cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu đối với Trung đoàn 921, trong thời gian trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm dịp nghỉ Tết, đơn vị cần duy trì nhiều vọng trực quan sát, tổ chế áp UAV, đồng thời thường xuyên tổ chức báo động kíp chiến đấu và luyện tập xử lý các tình huống tác chiến sát thực tế. Với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, bổ sung kế hoạch, phương án bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu hộ cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị đóng quân, đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn. Các đơn vị cần làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp nghỉ lễ và tổ chức tốt các hoạt động vui chơi trong nghỉ lễ. Ngay sau Tết, cần tổ chức tốt các hoạt động, trọng tâm là công tác lễ giao nhận quân và tổ chức Tết trồng cây. Kiểm tra Lữ đoàn 84 Cục tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng nhấn mạnh, đơn vị cần nắm chắc tình hình điện tử khu vực được giao, tổ chức lực lượng tác chiến điện tử cơ động, sẵn sàng xử trí các tình huống khi có lệnh. Cán bộ chiến sĩ cần chấp hành nghiêm các chỉ lệnh, chỉ thị, sẵn sàng chiến đấu. Các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn cơ quan đơn vị, đồng thời tổ chức phát động các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm, mừng Đảng, mừng xuân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ ngày đầu tháng đầu năm 2024, chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí cho bộ đội vui Tết đón xuân.